Vẻ ngoài của Thành Nghi trong phim Dữ Quân Ca đang thu hút được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong tập mới nhất của bộ phim Dữ Quân Ca mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết gay cấn xoay quanh cặp đôi vai chính Tề Diệm do Thành Nghi đóng và Trình Nhược Ngư do Trương Dư Hy đóng. Trong tập này, vì muốn cứu Trình Nhược Ngư mà Tề Diệm sẵn sàng làm tổn hại cơ thể của mình. Tề Diệm là hoàng đế nhưng lại không có thực quyền, tất cả mọi quyết sách quan trọng trong triều đều do tay thái giám tổng quản nắm giữ. Ở tập này, Tề Diệm, Trình Nhược Ngư bị bắt giữ để gây sức ép với kẻ địch. Tề Diệm tự đâm vào ngực mình, vị trí đâm cực kỳ sâu, còn gần ngay tim khiến máu chảy ra ở thết áo của Tề Diệm. Tuy nhiên, Tề Diệm vẫn lạnh lùng trả giá rằng nếu bây giờ trẫm chết, Kiều Tử Lương sẽ lập tức nâng đỡ An Vương đăng cơ. Trẫm không phải chỉ có một đứa đề đề đâu, hắn ta nâng đỡ ai cũng được. Vậy người có muốn cứu trẫm không? Nếu người muốn trẫm sống thì phải thả cô ấy trước. Hóa ra việc Tề Diệm tự đâm vào ngực mình chỉ là vì muốn bảo vệ Trình Nhược Ngư. Xem đến cảnh này, khán giả cứ gọi là sướt mướt khóc than vì mỹ nhân mà hy sinh thân thể. Ở một diễn biến khác, hình ảnh mỹ nam đẹp chuẩn vê xua của Tề Diệm, Thành Nghi đã xuất hiện. Fan cứ gọi là tấm tắc khen ngợi Tề Diệm rằng dù rớt nước mắt vẫn đẹp trai cuốn hút. Dù rằng phần hóa trang cho Tề Diệm, Thành Nghi có hơi ẻo lả, nhưng không thể phủ nhận chuyến nam diễn viên vẫn giữ được sức hút nhất định. Phim Dữ Quân Ca lấy bối cảnh thời Đường, ở giai đoạn này các thái giám, lóng quyền gây ảnh hưởng không nhỏ đến vua và các quan viên trong triều, trong đó Thành Nghi đóng vai Tề Diệm, còn người đẹp Trương Dư Hy thì vào vai Trình Nhược Ngư. Hai nhân vật bị đặt trong bối cảnh quan tham, nịnh thần lũng loạn, tạo nên thế cục rối ren làm ảnh hưởng đến tình yêu đôi lứa. Ngoài chuyện yêu đương, Dữ Quân Ca còn mang đến câu chuyện khốc liệt về chiến tranh giành quyền lực. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.